chụp như gì đó. Chú Hưởng ơi, chú Hưởng nhìn nè. Quá. Một thấp một cao. Thì đó, đó ta cố tình mà. Về bóng hưởng phạm An Giang rất lắc. Có hình nha. Vô YouTube á. Ủa gia đình á? Vũ điện rồi nhói chân rồi. Đi qua đó đi mới đi lên được. Lên cầu tình yêu hay gì? Quay ra đây nè. Nhìn vào đó đi. Đi qua đây à, đi qua đây. Cái lưng bự quá án hoài. Đi qua đây mới đi lên mới được. Đi qua đó mới đi lên đó. Cầu Trà Nguyên. Đây có cầu rất cao. Đây là cầu tình yêu quá. Được không? Cho chú có tay à. Về mở YouTube Hưởng Phạm An Giang. Viết tắt là Hưởng Phạm An Giang. An Giang viết tắt với ATG là YouTube chú á. Chỉ có ghi hình là nghe. Rồi xong. Vườn hoa Hồng Thi này do trong này là chụp hình rất đẹp luôn. Trang trí hoàn cảnh rất đẹp. Đây là cầu tình yêu. Rồi, thứ hai, chúng ta di chuyển về. Thế là sao? Rồi, thứ này có cầu dây cáp ở đây. Đúng không? Chụp hình đi thôi. Lên đây chụp hình đi. Ok, chụp hình. Rồi, qua đây.
Ngoại ngoại nhìn đây nè. Cái đường này có đi được kìa, cái cầu kìa. Đi bỏ gì mất chở qua đây Đây là khu du lịch Hồng Thi, làng hoa Sa Đéc. Và xin chúc mừng team đầu tiên, đó chính là team Hồng Nguyễn Điện, team Hoa Hồng. Và bây giờ cho này, lúc này sẽ cử lên mỗi team 3 thành viên, 3, 2, 1, 3 chỉ nha. Chỉ chọn một quả bánh cho một quả team duy nhất nha. Rồi chưa? Đây là người chưa? Rồi, đi luôn phải không? Đi luôn hay gì? Đi luôn à, ông muốn đi qua đó quay phim thì đi. Ôi chụp 28 tuần nào. Gió nếu dân miền Tây là biết đây là cái gió, gió kéo cá. Trong lũng tình yêu ha, đây là trái tim cũng đẹp ha. Trò chơi bập bền đây. Một em, hai em, ba em. Đi tới tiếp tục đi ra. Đi trước đi.
Này hả? Gặp dữ à. Nay mình đi rồi, bên đó mình đi rồi đó. Muốn chơi là muốn chơi. Có sức chưa? Có sức chưa? Xem ba cái tay rồi. Mình sẽ qua cầu tre đây, cầu dây. Đi bé, đi bé, đi bé. Rồi đi cái cầu này mà đôi gót nè. Đây là show du lịch của Hùng Thi ở làng Hoa Sa Đéc. Đây là khu du lịch Hùng Thi làng Hoa Sa Đéc. Rồi. Quá đông. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày chủ nhật thì khách tham quan cũng rất đông. Đi ra, đi ra. Đi ra đây rồi. Đi đâu? Đi đâu nữa? Đây là đây là năm quay mới đẹp hết. Quay rồi hết rồi. Đi đó ra luôn luôn đi. Đây và đằng sau đây. Đâu? Ở đây cảnh quan chụp hình thì rất đẹp luôn. Qua cảnh trang trí. Bây giờ chỉ có chiếc thuyền nhỏ. Rồi.
trâu, rồi cái xe. Một trong những cái game này là một trong những game rất hot hiện nay. Rồi lỗ số 5 bạn đâu? 5 được, được 5 không biết đâu, 5 không biết đâu. Đây là khu du lịch Hồng Thủy. Và bây giờ đây, ở trên đây các bạn cũng thấy được 1, 2 và 3, có 3 cái gì? Hả? 3 cái quần. Bữa nay các bạn sẽ tham gia một cái game được mang tên là cách mặc quần đơn giản nhất. Sử dụng bằng biện pháp đó chính là không lên đây, không sử dụng bằng tay, cơ thể của mình. Làm sao mặc chiếc quần được, di chuyển về cho đồng đội của mình. Sau đó, lại về đến đây, ở lưng ra và tiếp tục cho đồng đội mình mặc, tiếp tục di chuyển lên. Thành viên nào được 5 lượt đầu tiên, 5 lượt để giành chiến thắng, 50 điểm cho tiền đội. Không được sử dụng tay, chỉ được sử dụng ngón. Không được sử dụng tay, dù chọn cũng không được. Âm thanh hiện nay đã có thể xuất hiện và còn bỏ rồi. Đó là một sân hồ đồng hải thứ. Đây là khu du lịch Hồng Thủy Lạc Hoa Sa Đéc. Cái này cũng chào tất cả mọi người nha, chào cả nhà. Chào. Chào tất cả mọi người.